nữ sinh ngoại yêu thương chủ động cạo trọc đầu khi hay tin mắc ung thư vú. Giống như rất nhiều người trẻ lương, nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên, sinh năm 2000, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội cũng mang trong mình rất nhiều hoài bão, ước mơ và dự định cho tương lai. Thế nhưng, ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, trong khi đang tràn đầy năng lượng sống nhất, tương lai của nữ sinh quê Hải Phòng đột trở nên tăm tối khi cô nhận hậu quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Đây 4 tháng, Thủy Tiên phát hiện mình có khối u nhỏ. Đấy là vào một ngày giữa mùa hè của tháng 6, mình đi tắm và tình cờ thấy có cục hạt cứng, di động ở ngực, lên mạng đọc thấy bảo là còn trẻ, ít tài năng ung thư vú nên chắc không sao. Một tuần sau khi tự phát hình thành hạt, mình lên bệnh viện chăm cứu giãn trung ương khám. Lương sĩ siêu âm cũng bảo chỉ là xơ thôi nên chỉ định tiểu phẫu cắt u. Khám hôm trước hôm sau mổ luôn, cắt ra hạt to bằng đầu ngón tay cái. Bệnh viện bảo chú ý hơn đem gửi hạt đi sinh thiết, gia đình mình đồng ý, sau cùng sau khi sinh thiết thì phát hiện đã ung thư vú giai đoạn 2A mất rồi. Lương sĩ còn bảo mình ít tuổi thế làm sao ung thư được, lại còn là thể dễ tái phát, họ khuyên nên lên viện ung bướu khám lại vì nhỡ đâu hậu quả sinh thiết sai, cô gái Hải Phòng chia sẻ trong bức tâm thư. Ở độ tuổi 19, nữ sinh Hải Phòng vẫn chất chứa nhiều ước mơ và khát khao. Ấy vậy mà, tất cả những khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ trở thành điều xa xăm vì căn bệnh ung thư. Khi ấy, Thủy Tiên cho hay cô chỉ sợ hãi mơ hồ và vẫn rất sáng sủa, tin yêu rằng với tuổi trẻ và sức khỏe của mình, không thể mắc căn bệnh ung thư quái bất lương. Thế nhưng, cô nhận tin sét tấn công ngang tai khi bệnh viện ung bướu kết luận Thủy Tiên mắc ung thư vú. Trời đất bao quanh sụp đổ, mình như người bị phán án tử, biết trước cái chết, phẫn uất và thấy bất công cực kỳ, vì sao thần chết lại điền tên mình vào danh dự bị sớm thế này. Rõ ràng là mình còn rất trẻ mà. Phải khá lâu sau mình mới bình tĩnh lại và tạm chấp nhận số phận, gia đình, thầy cô và bằng hữu liên tiếp động viên, bên cạnh lúc mình đứng giữa ranh giới sống chết của cuộc đời. Ai cũng kỳ vọng mình khỏi lại, khỏi khoáng đối diện với căn bệnh hiểm nghèo như cá tính bướng bỉnh của mình. Thủy Tiên viết. Kể từ đó, cô gái Hải Phòng chủ động cạo trọc đầu trước, bảo lâu hậu quả học tập để tập trung chữa bệnh. Cô được phẫu thuật cắt nửa bên ngực trái, sau đó là quá trình điều trị hóa chất ròng rã 1 năm. Thủy Tiên chủ động cắt bỏ mái tóc đen dài, sẵn sàng cho quá trình chiến đấu với căn bệnh quái bất lương. Mình bắt đầu điều trị hóa chất giữa tháng 7, đợt trước tiên khi thuốc ngấm thì cực kỳ mệt, nôn nao, móng tay móng chân đen, da sạm, bạc cầu thấp, thiếu máu. Dù đã sẵn sàng tâm lý, mình vẫn hoang mang khó tả. Bây giờ 1 tuần 1 lần mình từ Hải Phòng lên Hà Nội để truyền hóa chất trong 2 ngày, rồi lại về và bồi bổ, tĩnh dưỡng ở nhà. Dù đang phải chịu những cơn đau do bệnh tật hành hạ, nhưng cô gái trẻ vẫn rất sáng sủa, tình yêu. Thậm chí, Thủy Tiên còn đăng ký dự thi duyên dáng ngoại yêu thương, sử dụng chính bức ảnh cô chụp sau khi đã cạo trọc đầu để trị bệnh. Những bức ảnh xinh đẹp, tỏa sáng của cô gái trẻ nhanh lẹ chiếm được sự yêu thích, ngợi khen của mọi người, giúp Thủy Tiên lọt top 40 Miss duyên dáng ngoại yêu thương 2019. Lời cảnh báo dành cho lương bạn trẻ. Theo những gì Thủy Tiên chia sẻ trong tâm thư thì hiện tại, cô đã thay đổi thói quen sinh hoạt một lành mạnh, điều độ hơn để quá trình điều trị bệnh đạt hậu quả tốt nhất. Cô dậy từ 5 giờ sáng, tập thể dục cùng bố mỗi ngày, ăn uống điều độ hơn và đi học đàn để tinh thần luôn vui vẻ, sáng sủa. Nữ sinh 2000 mạnh dạn nộp hồ sơ dự thi duyên dáng ngoại yêu thương 2019 bằng chính bức ảnh đã cạo trọc tóc. Mặc dù bệnh của Thủy Tiên không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng cô gái trẻ vẫn khuyên mọi người sống một cuộc sống thật lành mạnh, từ bỏ những thói quen xấu như cô từng có trước đây. Trước đây mình thức rất khuya, ngủ không đủ giấc, lười tập thể dục và ăn những món ăn không tốt cho sức khỏe, nên hiện nay phải thay đổi hết toàn bộ. Mọi người cũng thế, đừng nên chủ quan với sức khỏe của mình, nỗ lực thay đổi thói quen sinh hoạt không tốt cho cơ thể, ngủ sớm hơn, ăn uống lành mạnh. Bệnh tật không chừa một ai cả, từ già đến trẻ, hãy biết quý trọng bạn dạng thân mình hơn.
Cô gái Hải Phòng cho hay, cô viết bức tâm thư cũng mong muốn chia sẻ với những ai đang mắc bệnh hiểm nghèo như mình, rằng hãy sống sáng sủa hơn, dù chỉ còn một ngày được sống cũng phải sống thật trọn vẹn, ý nghĩa. Nghị lực của cô nữ sinh ngoại yêu thương khiến nhiều người cảm thấy xúc động và cảm phục. Hiện câu chuyện Thủy Tiên chia sẻ đang chiếm được rất nhiều sự quan tâm, động viên của tập thể mạng.